Rồi ok, Tuấn Tú PCB xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê nhé. Lại tiếp tục một video nữa gửi đến toàn thể anh em nhé. Trong cái video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em lại xin giới thiệu cho toàn thể anh em là một cái mẫu laser giá rẻ đấy, laser giá rẻ nhất hiện nay đấy, laser kẹp lòng và laser kẹp dây nhé. Đấy, anh em chơi thì anh em ấy, thường anh em ngắm kính, nhưng mà anh em phải thêm hỗ trợ laser, anh em ngắm bắn rất chi là tốt nhé. Đấy, trước tiên em vẫn xin giới thiệu sơ qua cái phương thức giao dịch của bên shop. Đấy, đối với mặt hàng laser này thì anh em ấy mua hàng có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, đúng hàng đúng sản phẩm như anh em đặt anh em thanh toán nhé, không đúng hàng không đúng sản phẩm anh em hoàn trả về cho shop mà không mất một đồng chi phí nào nhé. Để mua bán được thành công, anh em nhấp màn hình alo và hai số điện thoại shop để trên màn hình đấy, và có Zalo nhé, anh em áp Zalo trực tiếp hai số điện thoại đó nhé. Rồi, hình thức mua bán nó như thế. Sau đây em xin đi vào chi tiết cái sản phẩm ngày hôm nay. Em xin báo giá công khai luôn cái thời điểm bây giờ, cái thời điểm làm video nhé. Đấy, cái mẫu hai cái mẫu laser kẹp dây cầm lòng giá rẻ nhé, nó là 150.000 bao ship. Đấy, 150k đã bao gồm phí ship vận chuyển nhé. Đấy, rồi trước tiên em xin giới thiệu cho anh em đây là cái laser kẹp dây. Đấy, kẹp dây hỗ trợ là chân dây 11 và 20 nhé. Đấy, hỗ trợ chân dây 11 và chân dây 20. Anh em bắt dây 20 thì anh em bắt cái dây ở ngoài nhé. Đấy, dây 11 thì anh em bắt ở trong, anh em bắt rồi 11 thì anh em tháo cái dây ra. Đấy, vặn hai con ốc này ra là được nhé. Đấy, lắp nó rất chi là đơn giản thôi. Đấy, cái loại da laser giá rẻ 150.000 bao ship này nhé, nó kẹp lòng mà kẹp dây riêng nhé. Đấy, anh em mua hàng mà là hàng nào anh em alo cho shop bảo tôi muốn mua một cái laser kẹp dây đấy, hoặc là một cái laser giá rẻ kẹp lòng. Đấy, đây anh em nhìn rất chi là đẹp chưa. Cái loại này là nó có cái chỉ có tia đỏ thôi nhé anh em nhé. Đấy, tia đỏ hỗ trợ anh em bắn đêm nhé. Đấy, và đây là hai cái nút chỉnh tâm này. Đấy, hai nút chỉnh tâm nhé. Đấy, lên xuống này, trái phải này như là chỉnh kính. Đấy, lên xuống trái phải. Rồi em xin test luôn cho anh em là cái laser này nhé. Đấy, và phụ kiện đi kèm cũng có những gì đây. Đây, phụ kiện đây, phụ kiện nó đi kèm đây cũng có 6 quả pin nhé. Đấy, 6 quả pin giấy này anh em cùng, cái này giấy hướng dẫn này nó toàn tiếng Anh anh em không cần quan tâm nó gì. Đấy, 6 quả pin này. Đấy, pin này là pin cúc áo nhé anh em, hết anh em ra những quán đồ chơi anh em mua anh em lắp. Đấy, anh em mua cái này nó có mấy trăm hay 500 hay 1.000 quả mà nó rẻ mà. Lục giác này, lục giác sinh tâm này và lục giác bắt chân dây nhé. Đấy, đủ hết nhé. Đấy, và bây giờ em xin lắp vào đây, anh em lắp 3 quả nhé. Mà cái video này em sẽ giới thiệu cho anh em nào mà chưa biết nhé. Đấy, anh em nào biết rồi thì xem cho vui nhé. Đấy, anh em nào mà chưa biết thì để ý nhé, này lắp cũng đơn giản đấy mà. Đây, anh em lắp của bao pin ra nhé, anh em đút theo chiều này nhé. Đấy, dương lên trên nhé. Đấy, cái loại này nó chỉ có tia đỏ thôi nhé anh em nhé. Đấy, anh em hết pin thì anh em ra quán đồ chơi anh em mua nhé. Đấy, công tắc của nó đây. Đấy, công tắc đây. Đấy, anh em nhìn nét chưa. Đấy, bật tắt, tắt bật, bật tắt. Đấy, tia đỏ nhé, rất chia led luôn, 150.000 bao ship nhé. Đấy, là dây cặp dây giá rẻ hỗ trợ dây 1 và dây 20 nhé. Rồi, tiếp theo xin giới thiệu cho anh em đây, loại là dây kẹp lòng nhé, nó cũng như là dây cặp dây, cũng dùng pin như thế nhé, cũng dùng pin cúc áo nhé, cũng dùng pin cúc áo hỗ trợ
Kẹp lòng từ 12 đến 16 nhé. Đấy, anh em chơi truyền thống hay là côn đồ lắp vừa hết nhé. Đây là xe kẹp lòng 150.000 bao ship, cũng có hai nút chỉnh tâm lên xuống trái phải nhé. Đấy, lục giác rồi là hai lục giác đi kèm theo, rồi là và phụ kiện thì nó như là luôn như là cái laser kèm dây nhá. Em cũng chẳng lắp thử làm gì, nó cũng như nhau luôn. Đấy, hỗ chân này, chân hỗ trợ chân kèm lòng luôn nhé. Đấy, đây là laser kèm lòng rồi. Đấy, cũng gồm có 6 quả pin và hai lục giác nhé, giấy tờ đủ hết nhé. Anh em mua hàng đấy, mua loại nào thì alo cho shop loại đó, và mua là như cặp dây hay kèm lòng nhé, giá rẻ như nhau nhé, 150.000 bao ship nhé. Rồi anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ shop. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em vào những cái video tiếp theo nhé.